chào tất cả mọi người. Bây giờ thì hai vợ chồng mình đã tới Tampere rồi mọi người. Hôm nay là thứ bảy ngày 16 tháng 12. Và thì cuối tuần này hai vợ chồng mình về Tampere để mà chơi Giáng sinh với nhà chị gái của mình. Thì tuần sau là cũng là Giáng sinh rồi á. Thì từ Giáng sinh hai vợ chồng mình sẽ về nhà của gia cô để mà ăn lễ Giáng sinh. Còn cuối tuần trước một tuần thì mình về Tampere như mọi năm á. Thì hôm nay mình có làm chả lùa và chả mỡ rồi là chả chiên với lại chả thái để mà đem về Tampere cho chị gái mình ấy. Thì luôn kia là mình cũng có đăng lên cái hồi sinh viên ở Tampere xem thử có ai muốn mua không, thì cũng có một số lượng khách hàng mọi người là muốn mua. Thì mình đang còn đi về Hervanta, cái siêu thị Duo ở Hervanta Tampere mọi người, để mà giao hàng. Ban đầu là hai vợ chồng mình là sẽ bắt khởi hành là khoảng tầm 9 giờ ở từ nhà, thì đến đây cũng tầm mà nói chung là để cho nó gọi là thoải mái đi đường này nó, thì hai vợ chồng bảo là 11:30 thì khách đến lấy ở Duo mọi người. Nhưng mà mọi người biết sao giờ mới chưa tới 10:30, giờ là 10:27 mọi người, thì hai vợ chồng đã gần tới nơi rồi. Thì còn một tiếng nữa mình nghĩ là hai vợ chồng sẽ phải chờ thôi, chờ vì mình hẹn với khách lúc 11:30 rồi. Thì chắc là hai vợ chồng sẽ vào trong Duo, cái khu chợ Duo để mà mua xem này kia luôn đó. Thì mình muốn quay lại cho mọi người xem. Hôm nay mình có một chút để môi bị khô thôi, chứ coi là mặt vẫn ok nha. Mọi người, giờ hai vợ chồng mình sẽ đi bộ vào Duo mọi người. Ở đây thì con có tram này, tram với lại bus, xe buýt với lại xe tram. Ở trong phương tiện công cộng ở đây rất là thuận tiện lắm mọi người. Cô này hồi xưa mình đi kiểu như kiểu là nát đường luôn á, cái đường này á mọi người. Mình hay đi siêu thị này á. Ở trong này có rất là nhiều siêu thị khác nhau. Đi vào bên trong mình sẽ quay cho mọi người xem. Ở ngay đây là có chợ Lidl nè.
bên kia có tộc Mani nè. Trong này á có siêu thị, nhiều siêu thị, đủ siêu thị thôi. Xong rồi có nhiều cửa hàng, hàng nhà hàng nữa. Nhưng nó đầy đủ dịch vụ mọi người. Tiệm cắt tóc này. Ôi, đi từ ngoài vào mà bây giờ vẫn lạnh á. Có rất là nhiều người già người ta ngồi ở đây. Đó. Ở phía bên này là có chợ S, chợ S mọi người. Xong rồi cái này là kiểu như quán cà phê á. Sao lại có một cái máy bay ở đây? Đâu kia là chợ Á nè. Hoa chi vô tài. By way, chợ Á đâu này mọi người? Mình đi đâu kìa. Wow, có normal nữa rồi nè. Firework. Nhà hàng Trung Quốc. Sao mì miễn sao. Đó mọi người, như vậy á. Nordea kìa, ngân hàng Nordea, kiểu cái đó để rút tiền, cái máy rút tiền. Terveystalo là kiểu phòng khám mọi người. Apteki là tiệm thuốc, hiệu thuốc tây á. Xong Zarilo kìa. Zarilo là nhà hàng mà sinh viên rất là thích mọi người. Ở đâu kìa, nhà hàng bán pizza. À bán là, xin lỗi mọi người, nhà hàng bán hamburger. Mỗi mình nhớ hồi xưa mình học còn là sinh viên á, thì nhà hàng này kiểu thứ ba, mỗi thứ ba nó sẽ có cái chương trình giảm giá cho sinh viên, thành sinh viên đến đó ăn với giá sinh viên luôn. Một cái burger có 6.5 đồng à, giờ chắc nó sẽ tăng lên rồi. Trong đi vệ sinh hả? Ok. Đây cũng có rack nè, buffet pizza mọi người. Zarilo bên này nè đang đóng cửa, chưa mở cửa hay sao, hay là đóng luôn rồi không biết nữa. Mọi người nãy hai vợ chồng đứng trong đua mà lạnh quá, bây giờ ra ngồi tôi ngồi rồi. Đây mọi người, trăm của tấm tre màu đẹp chưa? Là như vậy á. Đó, giờ nó đi rồi. Người lên hết thì nó sẽ chạy. Mình đang đứng khách, chờ khách mọi người ạ. Đứng ở đây, ở bãi đỗ xe. Êm ha, nghe tiếng nó êm. Nhà cô đang ngồi trong xe kìa mọi người. Cái bãi đỗ xe này ở đây. Lạnh lắm mọi người ơi. Mọi người nãy giờ được hai khách đến lấy. Giờ là nãy giờ đây cho. Giờ là 11:39. Thì hai chị khách là có việc nên là không có ra kịp mọi người. Thế nên là mình sẽ đợi. Mình sẽ ăn chè này. Mọi người lúc này đang tiện ăn chè thì khách rồi. Giờ mình sẽ ăn một đĩa chè đói bụng quá mọi người. Chơi đói để ăn thử. Trồn lên rồi. Trời, đĩa chè rất là chất lượng. Sầu riêng này. Mít này. Mayako có thêm có một bịch. Một cái bịch muỗng này sẵn trong ô tô mọi người. Cái này là hạt lựu mình tự làm. Để nhiều thứ nhỉ.
Mọi người ơi, mình ăn xong đi chơi rồi. Đói bụng quá, chơi chơi củ đói rất là ngon luôn mọi người. Bây giờ thì gần về tới nhà chị gái mình đây rồi. Mình quay lại cho mọi người xem. Đây. Đây là nhà chỗ khu nhà chị gái mình. Nếu ai xem video của mình thì chắc mọi người cũng đã thân thuộc, nhưng mà bây giờ là mùa đông nha. Wow, chia là xe, chị gái mình mới mua xe mọi người. Đó, cái xe trước mắt luôn á. Xe đẹp chưa, nhìn mới. Cái này là xe không phải xe hoàn toàn mới đâu mọi người, xe cũ á. Nhưng mà nhìn nó rất là mới. Wow, tuyệt nhiều chưa, nhà nào cũng đầy tuyệt được xanh luôn á. Giờ nhà mình sẽ để ô tô ở đây. Đây, trước cửa có cái hình dáng xin. Ôi rồi. Lý nữa, Lý. Merci. Merci. Merci on ta. Hai ba giờ. Hai ba giờ luôn à. Cái này cũng có. Anh vô nó đang rốt rượu đó. Ê chá hạch ta luôn. Để làm tùm Uno. Uno đang chơi rượu. Giờ là đến nơi. Vào rồi hả? Bóc cốt dao cả. Mình chưa qua trước, xong rồi lúc mình mở thì mọi người cũng mở chúng chứ. Ừ, giờ qua đi. Rồi. Hi 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 hi. May anh lái cho Audi i7. Em mà sao nói vậy? Anh Thành vô. Anh Thành ngồi đi. Qua. Wow. Rất là hiền nó bắt cầu. Rồi, hết. Jonas mô. Jonas on tämmönen. Yeah. Joo. Jonas on avatar. Joo. Tämä on myös on anything. What? Hei. Joo, avataan. Joo, mở qua mọi người. Tuleeko? Mở qua đi. Thôi, để vừa từ lao trong. Trong mở qua đi. Trong mở qua của trong đi. Này là gì ta? Con áo và y tế đi, về áo và đi. Về dùng chân. Wow! Cái này rất là dài luôn. Rất là ổn. Cảm ơn chị, đẹp hè. Rất đẹp luôn. Cho một đôi nữa hả? Wow! Sitten tämä. Wow. Jee. Kiitos. Rất là ấm. Anh đây cũng có. Wow. Chào. Chào trọng diễn. Xe đó là xe có hula ba lô. Mystery box. Để xem phản ứng của chị như nào. Uh-huh. Oh, wow.
Cái này rất là hay. Cho ba ba đi chồng. À, tôi sẽ hiện bắt cầu cái này hả? Tổng kết, ông này hay đối tất. Ông này có gì đây tất của tôi? À hả? Wow, món quà đặc biệt. Wow. Chánh ra gửi. Dạ, nhìn đẹp hè. Đẹp thương. Wow. Đẹp quá. Cái này chắc là ấm. Kết thúc mọi người, kết thúc. người ở đâu mới người. Yo, thế bà. Ah, mà sao em mình hả? Chị Minh tăng giây phút cái đó. Mặc thử coi thử vừa tắt không cho. Mặc cho vừa không thể vừa tắt không. Ok. Vara Marita. Yeah. Rất là mềm. Rất đi mềm, mình chết luôn chị vừa luôn nè. Ritual.